Em Hoàng Vân, xin chào các bác, cô chú, anh chị em, bạn bè yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2019, em lại lên video bán hàng. Hôm nay em có một số mặt hàng như sau. Đó là hàng các cái chậu thân hòa bình 52, 53 các bác nhá. Và dòng tím tản viên này. Và 5 cánh trắng Phú Thọ mini, 5 cánh trắng Gái Tuyên và một số đơn hàng xanh sạch. Mong các bác xem, theo dõi video, sưu tầm ủng hộ cho em. Và xem video cho em xin một nút đăng ký ủng hộ kênh. Trước khi vào phần bán hàng, em xin được chúc toàn thể các bác, cô chú, anh chị em, bạn bè yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Bây giờ em bắt đầu đi vào đơn bán hàng số 1. Đơn bán hàng số 1 là một chậu thân ná hàng, cái này nó vào khi năm 53 rồi các bác nhé. Nó là 53 rồi nhưng hàng này cũng là hàng em sưu tầm thôi nên em không biết mặt hoa. Không biết mặt hoa bán cho các bác, về năm tới là các bác được ngắm hoa. Cái chậu số 1 này nó rất là nhiều đầu. Đây để em đếm này. Mà có một đầu dài nhất là nó được vào 2 4, nó vào tầm 60 sen, hơn 60 sen, 60, 65 sen gì đấy các bác nhé. Mà vẫn đang đi ngọn rất là khỏe. Đấy là thân dài nhất. Và một thân này nữa là hai cái thân dài, hai ba thân bình thường nó cũng được vào tầm 40 sen. Đấy, thì tổng nó là bao nhiêu thân nhỉ? Mấy cái thân này nữa này, 2, 4, 5, 6, 7 7 thân này. Và nó rất là nhiều những cái mầm nhỏ nhỏ này. Mầm nhỏ nó phải được đến 2 này, 3, 4, 5, 6 cái mầm nhỏ dưới nữa các bác nhé. Đây này, những cái mầm như thế này cũng chẳng tính này, 5, 6 mầm luôn. 1 này, 2, 3, 4, đấy sơ sơ 5, 6 mầm rồi. Thì cái này đấy, được 6 đầu dài và khoảng 6, 7 cái đầu nhỏ dưới nữa. Thì cái chậu này em để với giá 1.500.000. 1.500.000 cho các bác sưu tầm cái giò này quá là lợi luôn. Nha các bác nhá, đều là key 53 hết rồi. Chuyển sang chậu số 2. Chậu số 2 là một chậu kiến. Chậu kiến thân nù luôn các bác nhá. Chậu kiến lù luôn. Kiến lù. Cái này nó thuộc dòng Tây Nguyên các bác nhé. Kiến rất là lù luôn này. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Ôi chết nhầm, cái này là thân 4. Đúng không? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 con kiến. Vẫn còn nguyên thân 4 đây các bác nhé. Đây thân 4 này. Đấy, tất cả thân 4 vẫn còn nguyên. 9 con kiến này, chậu số 2 em để với giá 1.800.000. 1.800.000 các bác nhé. Đấy, 8 kiến này, rất là lù luôn, thân rất là lù nha các bác nhé. Năm tới không biết là ra mặt bông gì. Đây, nó là kiến nhá. Vẫn còn nguyên thân 4 này. Có cái này là bị gãy mất là bởi vì chuột nó cắn này các bác này. Chuột nhà em nó cắn đây này. 8 kiến, chậu số 2 1.800.000. Hôm nay hơi nhiều đơn nên là các bác, em sẽ quay nhanh hơn, các bác thông cảm xem giúp em nhé, để ý giúp em này. Hôm nay em rất là nhiều đơn. Hôm nay có cả hàng xanh sạch, tím tản viên, 5 cánh trắng Phú Thọ mini, 5 cánh trắng Hiển Oanh cũng mini luôn các bác nhé. Hôm nay có cả 5 cánh trắng Hiển Oanh ấy. Đây chậu số 3 là nó có 2, 4, 5 thân. 5 cái thân, 5 thân này nó cũng là key 53 hết rồi các bác em, để với giá 900.000. 900.000 cho cái chậu số 3, 3 thân, thân rất là dài. Dài cũng tầm đây này, như cái thân này nó được vào tầm 50 sen này, 50 sen có dư này các bác này. Đấy. Thân rất là đều nhá. 900.000 chậu số 3, chuyển sang chậu số 4. Chậu số 4 em cũng để với giá 900.000, nó là 2 4 5 6 thân. Đây này, cả cái này xuống lá rồi này. 7 thân. Và còn mấy cái thân 4 này, toàn thân 4 vẫn còn nguyên đấy các bác nhé.
Thì cái chậu này em để cũng là 900 nghìn. Thân dài nhất nó cũng được tầm 45 cm, 45-50 cm rồi các bác nhé. 900 nghìn cho cái chậu số 4. Đấy. Chuyển sang chậu số 5. Hôm nay bác nào mà không mua thì hơi tiếc, bởi vì hôm nay nó rất là đẹp, mà năm tới là được ngắm hoa rồi. Giá lại yêu thương. Cái chậu số 5, chuyển sang chậu số 5 là chậu này có mấy thân? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân. 9 cái thân này đều là 53 hết rồi các bác nhé. Này, thân rất là đẹp này. Đây. 9 thân. Ôi, chậu này đẹp lắm ấy. Đây các bác nhé. Thân dài nhất nó cũng vào được tầm 40 cm, mà có 6 thân đều nhau. Đây các bác nhé. Chậu này em để với giá là 1.400.000. 1.400.000 cho cái chậu số 5 ạ. 1.400.000 cho chậu số 5. Đều kỳ 53 nó có 9 đầu. Các bác nhé. 1.400.000 ạ, rất là đẹp luôn. Chuyển sang chậu số 6. Chậu số 6 này. Chậu số 6 nó là một giò lan rồi. Kỳ 53 54 rồi. 2, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân. 8 thân mà cái thân dài nhất nó được 2, 4, 6, xít ra 80 cm này các bác nhé. Thân dài nhất xít 80 cm luôn. Đây. Đều thân dài luôn nha các bác nhé. Đây nó là một giò rất là đẹp. Giò này 9 thân này. Đấy, đây. 9 thân này em để với giá 1.800.000. Ôi, 1.800.000 cho cái giò số 6. Cái giò số 6 này thật sự là em bị đánh nhầm giá nha các bác nhá. 1.800.000 cho cái giò số 6 ạ. Bị đánh nhầm giá thôi. Đấy, chuyển sang chậu số 7. Chậu số 7 15 thân. Đây. Các bác mua cái chậu này về năm tới thì làm được rất là nhiều cây luôn nhá. 15 thân cho cái chậu số 7 này em để với giá 3.200.000. Thân dài nhất nó được 2, 4, 6, 8. Nó được vào 90 cm. 90 cm cho cái thân dài nhất. Mà chậu này có 15 thân. Đây, em để với giá là 3.200.000. 3.200.000 các bác nhá. Đấy. Chuyển sang chậu số 8. Chậu số 8 có 6 thân. Thân dài nhất cũng phải được tầm 50 cm, 50 cm này, 4, 6 rồi. 6 70 cm nhá, thân dài nhất nó được tầm 70 cm. Em để với giá 1.600.000. 1.600.000 cho cái chậu số 8 này. 1.600.000 chậu số 8 ạ. Chuyển sang chậu số 9. Chậu số 9 này. Chậu số 9 5 thân rất là đều đẹp này. Đây. Đây 3 thân này. 2 thân bên cạnh này các bác ạ. 5 thân này em để với giá 1.700.000. 1.700.000 cho cái chậu số 9 có 5 thân các bác nhé. Chuyển sang chậu số 10. Chậu số 10 là 8 thân. Thân dài nhất nó cũng được vào tầm 2, 4, 6, tầm 80 cm. 80 cm cho cái thân dài nhất này. Mà nó có 8 thân. 8 thân và một đống thân đầu li ti ở dưới nữa đây các bác nhé. Đây, 4 cái đầu bé ở dưới nữa này. Và 8 thân dài. Em để với giá 1.900.000. 1.900.000 cho cái giò số 10. 8 thân dài và 4 cái thân li ti ở dưới. Chuyển sang chậu số 11. Chậu số 11 có 11 đầu. Tổng 11 đầu và mấy cái nhỏ nhỏ ở dưới này các bác nhá. Mấy cái nhỏ nhỏ ở dưới này không tính nhá. Nó có 11 đầu. Đều là hàng kỳ 52, 53 hết rồi. Em để với giá 950.000 cho cái chậu số 11.
950.000 chậu số 11 các bác nhá. Đây. Thần lũ rất là đẹp. 950.000 cho chậu số 11 ạ. Chuyển sang chậu số 12. Chậu số 12 có 7 thân. 2 4 6 7 thân này. Cái này không tính này các bác này. 7 thân này em để với giá 1.800.000. Rất là đẹp này, nguyên một giò. 1.800.000 cho cái chậu số 12 ạ. 1.800.000 7 thân đẹp này luôn các bác nhá. Chuyển sang chậu số 13. Chậu 13 là chậu cuối đấy ạ. Chậu 13 có 6 thân, à 7 thân. Đây, một thân ở đây các bác này, thân lù to tướng này các bác này. Đấy. Một này và một cái thân dài này. Vẫn đang đi ngọn dài ngoằng ngoằng này này các bác. Đây, chậu này rất đẹp, thân lù to tướng luôn này. Thân nào cũng đẹp nha các bác nhá. Đây. Thân này. Chậu này có 7 thân. 7 thân này em để với giá 1.800.000. Đây. 1.800.000. Cái thân này chắc nó phải được tầm 90 cm đến 1 mét rồi. 7 thân này em để 1.800.000 các bác nhá. Chuyển sang chậu số 14 là hàng tím tản viên. Chậu số 14 là tím tản viên. Như video trước em cũng bán tím tản viên rồi các bác nhá. Thì hôm ấy là có 5 đơn thôi nên là nhiều bác còn chưa sưu tầm được. Rất nhiều bác hỏi nhưng mà hết cây rồi. Thì hôm nay em lại sưu tầm thêm một ít nữa để chia sẻ cho các bác này. Cái hàng tím tản viên này nó là hàng thân lá rất là đẹp. Cái giò mẹ của nó là đạt 2 mét rồi. 2 mét rồi các bác nhá. Mà thân mẹ nó thuộc dòng là phi 24. Thân mẹ rất là to luôn. Nên hôm nay em bán giá đẹp để cho các bác sưu tầm. Đơn 14, một ki tím tản viên này em để với giá 700.000. 700.000 cho cái ki tím tản viên này nó được vào tầm 25 cm. Vẫn đang đi ngọn rất là khỏe. Cái này dòng thân lá rất là đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn đấy các bác nhé. Như lần trước là thân lá này, lá thì dày cộp luôn này. Lá dày. Đấy. Nổi gân luôn các bác nhé. Đấy, lá dày nổi gân xếp luôn này. Chuyển sang cái chậu số 15 có 2 ki. 2 ki tím tản viên này em để với giá 1.400.000. Cho các bác về làm một giò đẹp. 1.400.000 cho cái chậu số 15, 2 ki các bác nhé. Chuyển sang chậu số 16. Chậu số 16 em lại để tiếp 700.000, 1 ki 700.000 ạ. 700.000 cho cái chậu số 6 này, 16 này. Tím lịm luôn, riêng cái thân của nó tím lịm. Chơi cái dòng thân lá này quá là đặc biệt luôn các bác nhé. Chuyển sang chậu số 17. Chậu số 17 nó có 2 ki thì có một cái ki nó hơi nhỏ hơn một chút. Hơi nhỏ hơn một chút thì em để với cái giá 1.200.000. 1.200.000 cho cái chậu số 17. Chuyển sang chậu số 18. Chậu 18 là một ki này. Ôi, tím lịm lịm nim đẹp luôn này các bác này. Đấy, các bác nhìn có đẹp không? Đẹp, đẹp xuất sắc luôn đấy. Em để với giá là chậu số 18 thì em để với giá 700.000. 700.000 cho cái chậu số 18. Chuyển sang chậu số 19. Chậu 19 thì nó hơi ngắn. Hơi ngắn hơn một chút. Em để với giá 500.000. 500.000 cho cái chậu số 19 các bác nhé. Chuyển sang dòng đơn 20 đến đơn... Từ đơn 20 đến đơn 33 em bán hàng xanh sạch không tì vết các bác nhé. Hàng xanh sạch không tì vết thì em có mấy cái ki này, nó thuộc là ki 52 này. Đó. Đây. Xanh sạch không tì vết luôn này. Xanh sạch không tì vết, cái ki này em để với giá là 280.000. 280.000 cái ki này nó được vào tầm 25 cm. 280.000 đây, thân rất là đẹp, thân kẻ chỉ rõ ràng. Lá này. Lá nhựa nổi vân xếp luôn các bác nhá. Chuyển sang đơn 21. Đơn 21 là một cái ki nó dài tầm 40 cm. 40 cm này em để với giá 300.000. 300.000 cho cái ki 21 xanh sạch không tì vết, 40 cm luôn các bác nhá. Đây. Nó không tì vết luôn đấy. 40 cm, 300.000. Chuyển sang đơn 22.
đơn 22 tiếp tục cái kỳ 52. Đây này. Cái thần từ người ta ươm kỳ nó không có hoa luôn, không biết mặt hoa các bác nhé. Đơn 22 xanh sạch không tí vết này em để với giá 280.000 cái kỳ này. 280.000. Nó được vào tầm 35 cm. 280.000 ạ. Chuyển sang đơn 24. Đơn 24 là 3 kỳ à, xanh sạch, xanh nút là nuột luôn. 3 kỳ này em để với giá 300.000. Đấy, cái thân tư này các bác này, các bác nhìn thấy không? Cái đầu ngọn này. 300.000 cho đơn 24, chuyển sang đơn 25. Đơn 25 là 1 kỳ này các bác nhé. 1 kỳ xanh sạch không tì vết này, nó được vào tầm 25 cm. Em để với giá là 200.000. 200.000 cho các bác siêu tập. 200.000 cái đơn 24 này, 25 chứ. Chuyển sang đơn 26. Đơn 26 2 kỳ. Đây. 2 kỳ xanh sạch không tì vết luôn các bác nhé. 2 kỳ này em để với giá 320.000. 320.000 cho 2 cái kỳ xanh sạch không tì vết của đơn 26 này. Chuyển sang đơn 27. Đơn 27 này. Xanh nuốt luôn nuột luôn này. Đơn 27 1 kỳ 200.000. Đơn 28 1 kỳ dài hơn. Kỳ này 25 cm. Em để với giá 220.000. Của đơn 28 220.000. Đơn 29 2 kỳ. Một kỳ, mỗi kỳ nó được vào tầm 15 cm, em để với giá 300.000. 300.000 cho đơn 29. Chuyển sang đơn 30. Đơn 30. Đơn 30 này. Đơn 30 2 kỳ, một kỳ dài một kỳ ngắn, em để với giá 250.000. 250.000 cho cái đơn 30. Chuyển sang đơn 31. Hai kỳ rất là đều đẹp này. Xanh sạch không tìm vết luôn các bác nhé. Đều đẹp. Em để giá 300.000. Em bán chả khác gì cái dòng tím luôn. 300.000 chứ không phải là bán dòng xanh sạch nữa rồi. Xanh sạch người ta toàn bán 300-400.000 một kỳ. Em bán đây, tính ra có 150 một kỳ thôi các bác nhé. 300.000. Chuyển sang đơn 32. Đơn 32 cũng 300.000 luôn. 300.000 cho cái đơn 32. Chuyển sang đơn 33 cũng 2 kỳ này. Bật mầm gốc rồi này. 300.000 tiếp. 300.000 cho đơn 33 xanh sạch không tí vết. Quên lúc nãy không quay cái đơn 23 này các bác này. Cái đơn 23 này quên mất này. Đấy, đơn 23 nhá, 2 kỳ. Đây cái kỳ này nó còn khỏe, nó bật 3 mầm gốc này. Khỏe phát bật 3 mầm gốc luôn các bác này. Đơn 23 này 2 kỳ này em để với giá là 400.000. 400.000. Chuyển sang đơn 34 các bác nhé. Đơn 34 là dòng 5 cánh trắng hiển oanh. Đây mời các bác ngắm mặt bông của 5 cánh trắng hiển oanh đấy ạ. Mặt hoa của 5 cánh trắng hiển oanh ấy rất là đẹp luôn các bác nhé. Em có 2 kỳ 5 cánh trắng hiển oanh thôi. Đã thuần chậu rồi, rất là đẹp rồi. Thì 2 kỳ này em để với giá là 5.800.000. 5.800.000 các bác nhé. Thuần chậu rồi đấy. Đây này. Đẹp rồi, 5.800.000. Chuyển sang đơn 35. Đơn 35 cũng 5 cánh trắng hiển oanh, em để với giá là cũng 5.800.000 luôn. 5.800.000 luôn này các bác này. Thuần chậu rồi, rễ rất là khỏe rồi này. Đấy, các bác nhìn rễ không? 5.800.000. Chuyển sang từ đơn 36 là dòng 5 cánh trắng Phú Thọ. Đây, mời các bác ngắm mặt bông của 5 cánh trắng Phú Thọ. 5 cánh trắng Phú Thọ của em đây các bác nhé. 5 cánh bông, mặt bông 5 cánh trắng Phú Thọ. Và tất cả các cái dòng và hàng mặt hoa này các bác mua em sẽ kẹp thẻ bảo hành cho các bác nhé. Em kẹp thẻ bảo hành cho các bác, thẻ của nhà vườn em. Đấy, đơn 5 cánh trắng Phú Thọ này. Đơn này em để với giá 5 triệu. 5 triệu cho cái kỳ số 36 5 cánh trắng Phú Thọ này. Chuyển sang đơn số 37. Đơn 37 em cũng để với giá 5 triệu luôn các bác nhá. 5 triệu cho cái kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ, em sẽ kẹp thẻ bảo hành luôn. Chuyển sang đơn 38 là một kỳ mini. Một kỳ tí hoan đấy các bác ạ. Rễ đã ấm chậu rồi, rất là đẹp rồi, em để với giá 2.200.000. 2.200.000 cho cái kỳ số 38. Chuyển sang kỳ số 39.
ghi số 39 này, hình như nó còn một cái mắt ngủ ấy. Ghi 39 này em để bây giờ 2.700.000. 2.700.000 chuyển sang ghi 40. Cái đơn số 40 em để bây giờ 3 triệu. 3 triệu. Này. 3 triệu cho đơn số 40, chuyển sang đơn 41. Đơn 41 em để với giá là 2 triệu đồng. 2 triệu cho cái đơn 41 này. Chuyển sang đơn số 42 em cũng để với giá 2.500.000 này. Cái này thì nó bị hỏng mất mấy cái lá nhá, này bút này các bác này. Nói chung là cái này thì thôi nó sẽ lên mầm gốc. Nhưng nó đang lên tiếp một cái nanh ở dưới này này. Đây này. Các bác này. Cái nanh dưới này còn ra cả rễ rồi cơ. Đấy. Nên em sẽ để với giá 2.500.000 đồng. Nó còn cả một cái mắt ngủ nữa nhá. Một cái mắt ngủ cái này lên nanh rồi này. 2.500.000 cho cái đơn số 42. Chuyển sang đơn 43. Đơn 43 một kỳ này đã thuần chậu rồi, rất là đẹp. 2.500.000 cho đơn 43. 2.500.000. Chuyển sang đơn 40. Không có 44 lại thành 45 luôn này. 45 là một kỳ này. Một kỳ này em để với giá là 2.500.000. Đây. 2.500.000 các bác nhé. 2.500.000 cho cái đơn số 45, năm cánh trắng Phú Thọ mini. Chuyển sang đơn số 46 em bán hàng năm cánh trắng Gái Tuyên. Ở các bác ngắm mặt hoa của năm cánh trắng Gái Tuyên, năm cánh trắng Gái Tuyên đây các bác nhé. Mặt hoa của năm cánh trắng Gái Tuyên. Em sẽ kẹp thẻ bảo hành cho các bác nhé. Đây một kỳ dài tầm xít 20 cm, được 18 cm, em để ra 2.400.000. 2.400.000 đang bắt đầu xuống lá. 2.400.000 cho cái đơn 46. Chuyển sang đơn 47. Đơn 47 cũng bằng đơn 46 luôn. Em cũng để với giá 2.400.000. Thuần chậu hết rồi các bác nhé. 2.400.000 cho cái đơn 47. Giờ là từ đơn 40, từ đơn 48 đến đơn cuối cùng là em bán ám cổ Văn Giang. Mấy đơn ám cổ Văn Giang, mời các bác ngắm mặt hoa ám cổ Văn Giang. Đây mặt hoa của ám cổ Văn Giang đây các bác nhé. Vai ngang, môi tim rất là đẹp luôn, dòng thuộc dòng thân lá đẹp, sai hoa. Đây này, chằm tốt, nó như lá mít luôn các bác nhé. Đơn 48 có 3 kỳ. 3 kỳ này em để với giá 500.000, hôm nay ám cổ Văn Giang để rẻ cho các bác. 500.000 cái đơn số 48, 3 kỳ. Chuyển sang đơn số 49, 2 kỳ này. Đều là kỳ 52. Cái kỳ này được vào tầm 25 cm. Đấy, hai kỳ này mỗi kỳ 25 cm để với giá 700.000. 700.000 các bác nhé. Chuyển sang đơn số 50. Đơn 50 cũng hai kỳ này. Hai kỳ thân rất là béo rồi, mẫm rồi. Nó ở trên dớn về các bác chỉ việc đặt chơi thôi. Đơn số 50 này, hai kỳ này em để giá 600.000. 600.000 cho cái đơn số 50. Chuyển sang đơn 51. Hai kỳ đẹp không này. Lá vẫn còn nguyên các bác nhé. Hai kỳ này, kỳ 51 này em để với giá là đơn số 51 này em để với giá 650.000. 650.000 cho cái đơn số 51. Chuyển sang đơn số 52. Đơn 52 3 kỳ 52 luôn à. 3 kỳ này em để với giá là 950.000. 950.000 cho cái đơn số 52. Chuyển sang đơn số 53. Một kỳ rất là đẹp này. Béo ú luôn này. Lá vẫn còn nguyên. Đơn 53 này em để với giá 380.000. Nó được hơn 20 cm. 380.000 các bác nhé. Chuyển sang đơn số 54. Đơn 54. Một kỳ em để với giá 300.000. 300.000 cho đơn 54. Chuyển sang đơn 55. 55 em để với giá là 480.000. 480.000 cho cái đơn số 55. Chuyển sang đơn 56. Đơn số 56 hai kỳ này. Đấy, bắt đầu xuống lá các bác nhá. Một kỳ dài được 25 cm và một kỳ ngắn. Em dễ rất là khỏe này. Đơn 56 này em để giá 600.000. 600.000 cho hai kỳ này. Và là đơn cuối. Chuyển sang đơn 57 là cái đơn 3 thân ám cổ Văn Giang. Đây các bác này, các bác nào ươm kỳ này thì sưu tầm 3 cái thân này.
ba thân này nó được vào tầm bao nhiêu mắt này? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cái mắt ngủ em để với giá là 400 nghìn. Thực ra có 20 nghìn một mắt. 2, 400 nghìn 20 mắt ngủ các bác nhé. Chuyển sang cái đơn số 56. Xem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 mắt này em để với giá 300 nghìn luôn cho các bác. 300 nghìn. Để nốt cho các bác sưu tầm. Bởi vì em làm gãy ra đợt này cũng bận lười chưa làm được. Em để cho các bác. Đơn 56 là đơn cuối cùng của video ngày hôm nay rồi. Thì em các bác xem video ủng hộ cho em và cho em xin một nút đăng ký ủng hộ cho cái kênh Lan Rừng Hoàng Vân của em. Cuối video thì em chào các bác, chúc các bác xem video vui vẻ và hẹn gặp lại các bác ở các video sau ạ.